Tại tỉnh Lạng Sơn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vừa phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Quan khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Hoàng Thị Vi, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan. Được biết, gia đình bà Vi có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập rất hạn hẹp. Căn nhà dự kiến hoàn thành tháng 4 năm 2022 với tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Còn tại tỉnh Vĩnh Long, sáng qua ngày 17 tháng 3, Chùa An Long, thành phố Vĩnh Long tổ chức nấu và trao tặng 200 suất ăn sáng cho bà con khó khăn trên địa bàn thành phố. Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa yêu thương, động viên nhau cùng bước qua mùa dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Trước đó, tại tỉnh Gia Lai, Đại Đức Thích Quảng Phước, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chủ trì Chùa Mỹ Thạch, kết hợp cùng chính quyền địa phương, tặng nhà tình nghĩa đến gia đình bà Rơ Man Tôn, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê. Công trình có diện tích trên 30 m² với một số vật dụng gia đình với tổng kinh phí trên 45 triệu đồng.